Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa đèn LED năng lượng mặt trời. Bên trong sẽ có một cái cell pin để tích điện. Thì đây là một loại đèn LED năng lượng mặt trời trang trí cảnh quan, công viên hoặc là những quán cà phê. Nguyên lý hoạt động của nó là ban ngày trời sáng á, thì nó sẽ được sạc pin bên trong. Đến đêm tối á, thì ánh sáng sẽ tắt. Và đồng thời á, đèn LED này nó sẽ phát sáng ra một cái khu vực xung quanh ha. Phía dưới này á, là nó sẽ có một cái ống hình trụ. Đây mình giả sử đi cái ống á, phần nhựa nó trong suốt như thế này để nó tỏa ra cái ánh sáng ha. Ví dụ đèn LED bên nằm bên trong này nè, nó sẽ phát ra ánh sáng xung quanh bên trong này. Còn phía trên này á, là nó bị bít kính. Đây là một cái đèn LED năng lượng mặt trời công suất nhỏ. Sau đây mình sẽ đi tìm hiểu cái cấu tạo bên trong của cái đèn LED này, nó có chức năng gì ha, còn cái linh kiện gì bên trong. Ở đây mình sẽ có hai ốc mình mở ra. Nó gắn liền với cái ống bằng những cái nhàm như thế này. Mình chỉ cần xoay nhẹ theo ngược chiều kim đồng hồ là ra. Đây là mấy cái nhàm của nó. Sau khi mình tách hai con ốc ra, mình nhúng nhíp mình bẫy lên. Cái đèn này rất là phổ thông thông dụng ha. Các video kế tiếp mình sẽ nói về những cái đèn công suất lớn, năng lượng mặt trời như 50W, 30W, 100W ha. Còn video này mình sẽ giới thiệu cái đèn test công suất thấp thôi. Các thành phần bên trong nè, nó sẽ gồm có một cái tấm pin năng lượng mặt trời gọi là solar cell ha. Đây, nó có chức năng biến quang năng thành điện năng, hay biến những ánh sáng á vô cái solar cell này. Nó sẽ có cái điện áp ra ở đây. Ở đây nó có thêm một cục cell pin 3 chữ A, đó là pin nickel MH. Cái dung lượng của nó là 400 mAh và cái điện áp của nó là 1.2V. Đây là một loại pin nickel hybrid ha. Đây, nickel hybrid MH 3 chữ A, dung lượng 400 mAh, 1.2V. Tiếp theo đây á, mình sẽ có một cái bo mạch điều khiển. Ở đây một cái bo mạch nó sẽ dùng con IC ANA 618. Chính là cái con IC 4 chân. Các bạn nhìn trên mã số của IC á, nó ghi ANA 618 ha. Đây là con IC chính của mạch. Ở đây mình sẽ có cuộn dây màu xanh. Đây là cuộn dây vòng màu. Thì cách đọc giá trị cuộn dây á, cũng giống như đọc địa chỉ thôi. Đen, đỏ, cam, vàng, lục, lam. Thì những cái vòng này các bạn có thể tra Google ha. Đây là cái đèn LED hoạt động của nó. Cái bo mạch của nó như thế này. Linh kiện chính của nó có 3 con chính. Đó là một con IC ANA 618, một cái cuộn dây và một con LED. Khá đơn giản. Chức năng của cái con IC ANA 618, cái con này có chức năng là sạc pin cho cái cell pin 3 chữ A nickel bên trong khi trời sáng. Đồng thời nó sẽ chuyển mạch, nó bật cái chế độ cấp nguồn cho cái con LED bên trong cái bo mạch điều khiển đây nè.
khi trời tối ha, thì trời tối cái đèn led này nó sẽ sáng. Sơ đồ nhiệm vụ từng chân. Chân số 1 là chân GND, chân Ground Mat. Chân số 2 của mình là chân CE, Enable, là có thể cho phép ha. Cái chân số 3 của mình á là chân LX, là cái chân chuyển mạch hoặc chân công tắc ha. Thì trời tối á nó sẽ bật tắt cho cái đèn led nó hoạt động. Chân số 4 của mình là chân VDD, có nghĩa là chân cấp nguồn cho con IC này. Thì sau đây mình sẽ vẽ sơ cái mạch của nó. Đây, cái con IC ANA 618 ha. Chân 1 của mình là GND ha, 2 CE, 3 LX và 4 VDD. Thì mình dò trên mạch. Các bạn nhìn cái chữ này nè, là chân số 1 của mình á, nằm bên đây ha. Ở trên này nó ghi ANA 618. Thứ nhất mình dò trên mạch trước. Đây có cái cuộn dây, hai chân cuộn dây, mình đếm từ trái qua phải. Chân số 1 đây nè, 2, 3, 4. Vậy là cái cuộn dây một chân á, nó nối vào chân số 3 và một chân nó nối vào chân số 4 ha. Cái mã số phía trên. Thì đây một số bạn á, có hỏi mình cái cách dò mạch, vẽ mạch đó, thì mình hướng dẫn sơ luôn. Chân số 3 đây nó sẽ nối vào một cuộn dây. Và nó nối vào chân số 4. Đó, mình vẽ, mình nhìn trên mạch mình vẽ luôn. Đây là vị trí cuộn dây của nó. Tiếp theo, đây là cái solar cell, pin năng lượng mặt trời. Thì mình thấy ở đây nó có hai đầu dây ha. Một đầu dây nó sẽ nối vào cái chân số 2. Đây đường mạch nó đi nè, đi nối vào chân số 2. Và một đầu dây nó sẽ nối vào cái chân số 3, cái cuộn dây này nè. Đây là cái cuộn dây hồi nãy của nó. Mình nhìn trên mạch, mình dò mạch mình vẽ ra. Hai dây. Như vậy là nó nói chung với chân số 4 luôn. Solar cell của mình. Đó, mình dựa vào cái bo mạch trực tiếp mình vẽ như thế này. Một chân nối với chân số 2, một chân nối với chân số 4. Tiếp theo, đây là hai cuộn dây của chân pin ha. Phần lò xo này là chân âm, phần đây là chân dương. Thì ở đây mình sẽ dò chân dương nó đi vào đâu. Chân dương của nó sẽ nối vào chân số 4 luôn. Đồng thời cái chân âm của nó sẽ nối vào cái chân số 1 của mình. Đây cái dây âm của nó nè. Vị trí đây, nó sẽ nối trực tiếp thẳng vào chân số 1. Như vậy cái chân số 1 của mình một đầu dương, một đầu âm. Đây là cái cục pin của mình ha. Nó sẽ nối song song với cái solar cell.
này trừ nè cộng. Mình nhìn trực quan trên bo mạch mình sẽ vẽ được như thế này. Mình dò tiếp. Ở đây mình sẽ có một con led để hoạt động. Thì led này á, mình sẽ nhận thấy phần anode của nó sẽ nối vào cái chân số 3. Đây là cái chân số 3. Và cathode của nó nối vào cái chân số 1. Như vậy từ chân số 3 này mình sẽ nối vào một con led anode của nó. Rồi, cái vị trí sinh số 1 này á nối chung với mát luôn. Đây là cái cách dò mạch và vẽ mạch điện tử ha. Thì một số bạn có hỏi thì trong video này mình hướng dẫn thêm cho các bạn. Như vậy đây là cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của cái đèn led năng lượng mặt trời này. Nhìn vào cái sơ đồ mạch nè, mình thấy quan trọng nhất là cái gì? Đó là cái tế bào quang điện nè, solar cell ha. Khi mà nó hoạt động á thì cái chân xe này nó sẽ nối vào chân mạch. Thì mạch này nó sẽ có điện áp cấp cho cái cục pin này. Nó sẽ đặt điện cho pin, tại vì hai cái này mắc song song với nhau. Cái solar cell này á, cái điện áp của nó tầm khoảng 1,2 đến 1,5V. Công suất nhỏ thôi chứ không có cao lắm ha. Còn khi mà trời tối á, cái chân LX này nó sẽ bật lớn xuống. Chân LX đó là cái chân chuyển mạch công tắc ha. Nó sẽ cấp nguồn từ cái dương của cục pin qua cái cuộn dây này, còn qua cái led này nó phát sáng ha, và âm của cục pin này. Thì mạch nói chung là khá đơn giản. Thế thì những cái đèn này nó hư hỏng những vị trí nào? Ở đây mình sẽ liệt kê ra 4 lỗi chính của nó. Đây, mình nói vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề cái pin của mình á, Nickel MH này á, nó bị yếu hoặc bị hư ha. Thì ở đây mình sẽ áp dụng cái phương pháp là kích pin hoặc thay pin mới. Thì trường hợp mà các bạn đo cái điện áp đèn năng lượng mặt trời này nè, đã lâu quá thì cái pin của mình á nó sẽ bị cạn. Thì lúc đó sạc pin nó khó vô, thì tất nhiên là mình phải kích pin lên. Thì cách kích pin ở đây á, mình cũng sẽ dùng cái bộ nguồn điện thoại di động ha. Mình cấp cái điện áp cấp pin của mình á là tầm khoảng 1,2 đến 1,5V. Tại vì cái dung lượng của mình á 1,2V ha, mình với cấp cao hoặc bằng. Thứ nhất là mình sẽ chỉnh cái điện áp của bộ cấp nguồn về không, rồi mình vặn từ từ lên. Đồng thời á, mình sẽ tận dụng cái đế như này á. Một là các bạn xả hai cái chân ra ha, cái dây một sẽ một dây cũng được, hoặc là các bạn mình để trực tiếp luôn. Nhưng mà lưu ý của mình á, cái VDD của nó nè, cấp nguồn thì mình không, nhiều bạn lỡ tay á vặn lên á là nó chết cái con ANA 618 này. Điện áp thấp thôi thì mình sẽ dùng chính cái đế này luôn, mình cấp nguồn. Thì các bạn có thể xả một hai chân dương hoặc chân âm này đó, mình để đây, mình sẽ kích pin trực tiếp. Đối với trường hợp mà kích pin không được á, là cục pin nó hư rồi nha, thì mình bắt buộc mình phải thay pin mới. Đó, mình giảm cái điện áp dần về 0V đã. Rồi quay âm quay dương, mình lại tận dụng cái đế này luôn, mình không có cần làm cái đồ kích pin nữa. Đó, mình kẹp vô. Như thế này. Rồi mình tăng cái biến trở lên. Đây, cái trường hợp mà cái kim này nó không nhích đó, khi mà mình vặn biến trở lên á, như vậy là cái pin này nó đã chết rồi, không thể kích pin được. Thì mình bắt buộc mình phải thay pin mới ha. Lúc này mình có thể tháo ra, tại vì nó kích không được á, mình lo đo lại điện áp.
những cái cell pin này á, nó tầm là khoảng 1000 lần sạc là nó đã giảm cái dung lượng rồi. Cái pin này rất mau chết ha. Với lại xuất xứ của nó từ Trung Quốc á, nên cái chất lượng nó không có tốt bằng những cái pin của Nhật. Đó, điện áp ở đây mình đo được là khoảng là 0.4V thôi. Trường hợp kích không được thì mình phải mua cái cell pin Nikken này mình thay ha. Chứ ngoài thị trường nó sẽ bán cái nhiều cái loại dung lượng, có loại lớn hơn 400mAh thì mình mua để mà mình ta sạc cho lâu. Cell pin này nó khá quan trọng ha, tại vì buổi tối nó sẽ cấp nguồn cho cái đèn led này nó sáng. Chờ cái cell pin này hư là tất nhiên là cái mạch này nó không hoạt động luôn. Đèn led này không sáng ha, nó không đủ điện áp để cấp nguồn cho con led này nó chạy. Đây là cái vấn đề khá quan trọng khi mà các bạn sửa chữa cái đèn led năng lượng mặt trời ha. Mình nói về vấn đề thứ hai là cái cháy đèn led ha. Thì kiểm tra đèn led thì mình cũng kiểm tra tương tự thôi. Mình đo tổng chở. Thang đo ở đây mình cũng chuyển vào cái thang đo diốt. Mình kiểm tra led này á, giống như cái led thông thường thôi. Mình sẽ đo. Đó, như ở đây mình đo không? Thấy anode cathode đó. Để tránh cái trường hợp mà nó ảnh hưởng, tại vì hai cái chân led này á, nó mắc vào cái con IC ANA618 anode cathode nè. Thì trường hợp đó mình sẽ tháo cái mũi hàng này ra, chân số 1, số 3 này ra nè. Có nghĩa là mình tháo con led này ra, mình kiểm tra mới đúng chính xác ha. Trường hợp cái con ANA618 này nó bị chập á, thì nó sẽ làm cái con led này nó không sáng luôn, chập cho dù các bạn đo trên mạch á. Thì theo lời khuyên của mình thì mình xả hai cái chân này ra rồi tí mình hàng vô ha, kiểm tra led. Thì trường hợp mà mình đo cái thang đo diode này nó hoạt động tốt thì led này nó sẽ sáng. Thì kiểm tra đơn giản thôi. Cái vấn đề thứ ba là hư cell pin solar. Cái cell pin này khá quan trọng ha. Như ở đây các bạn quan sát nè, ở trên đây nó có đốm nè, nó có đốm đen chỗ này nè, mấy cái đốm đen nè. Cái cell pin solar này nó hư ha. Khi mà mình kiểm tra, mình sẽ cấp cái ánh sáng vô cho nó. Mình có thể dùng cái đèn pin, rồi mình đo coi cái điện áp của hai chân cell pin solar này nè, nó có hay không ha. Đó, các bạn cứ chuyển vào cái thang đo volt nè, rồi mình dùng cái đèn pin đó, mình rọi vô đây. Thì lúc này á, cái điện áp của cell pin solar sẽ có. Trường hợp mà cái điện áp mà nó không có là cái cell pin solar này hư ha, mình phải thay cái cell pin solar mới. Đó, như đây mình sẽ chuyển vào cái thang đo điện áp. Mình nhìn vào mặt. Cái cell pin solar này nè, nó sẽ nối vào cái chân 2 và chân số 4 của con IC ANA618 này. Âm của ANA nối vào chân 2 nha. Thì mình chỉ cần đo điện áp trên chân 2, chân 4 là mình sẽ biết được cái solar cell này nó có hoạt động hay không. Khi mình rọi cái đèn pin vô đây, đây từ vị trí này á, mình sẽ đo điện áp chân 2, chân 4. Đó, nó lên nào ạ, 1V luôn ha. Như vậy là ok ha. Cái solar cell này á, nó còn tốt ha.
Thì đây là cái cách kiểm tra cái pin năng lượng mặt trời, cái tấm năng lượng mặt trời của mình. Lên điện áp khoảng hơn 1V để mà sạc pin cho cái sợi pin nickel này. Đó là cái vấn đề thứ ba là nó hư sợi pin solar. Còn vấn đề cuối cùng của mình đó là nó chết cái con switch này, đó là cái con Ana 68 này. Mình chỉ cần cách đo nguội hai chân, chân 1 và chân 4. Có nghĩa là cái dân cấp nguồn VCC và mát ha, là mình sẽ xác định được cái con Ana 68 này còn hoạt động tốt hay không. Ở đây mình sẽ có hai cái trường hợp. Chân số 1 ngoài bìa, chân số 4 ngoài bìa luôn. Mình sẽ đo tổng chở. Đây là hai chân mát và chân cấp nguồn VDD của nó. Ở đây mình đo không thấy tổng chở, không lên tổng chở. Mình đảo chiều quay đo. Đó. Như vậy á, nó không lên tổng chở như thế này á, là trường hợp cái con Ana này á, là nó bị đứt. Thì mình thay con khác. Mình nói với trường hợp thứ hai. Mình đo hai chân bìa. Nó lên cái tổng chở rất thấp ha, khoảng 64 ohm. Mình đảo chiều cái đo lại. Là nó lên khoảng 64-63 ohm. Như vậy ở đây có hai trường hợp. Mình nhìn vào sơ đồ. Một là nó chết con Ana 68 này. Hai là nó do cái cục pin này nó bị chập ha. Thì mình tha đó, cái pin này á, mình đã tháo ra trên khỏi mạch rồi, là mình đã cắt đứt cái đường này rồi. Vậy chỉ còn chân 1, chân 4 của mình đó, mà đo lên tổng chở giống nhau mà giá trị thấp như vậy á, là cái con này nó chết ha. Thì mình thay, tiếp tục thay cái con Ana 68 này là ok. Như vậy cái mạch khá đơn giản. Rồi trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa cái đèn led năng lượng mặt trời dùng để trang trí cái phong cảnh ha, gồm có cái cấu tạo bên trong của đèn led và cái con linh kiện chính của nó là con Ana 68, cái cách kiểm tra cái sơ đồ mạch của nó và những cái hư hỏng thường gặp. Như ở đây có 4 cái lỗi chính trên cái đèn này. Thứ nhất là cái hư pin hoặc là yếu pin ha, thì mình chỉ cần kích pin và thay pin. Thứ hai là bị cháy đèn led, tại vì cái đèn led này là linh kiện chính để hoạt động trong đêm tối, mà trường hợp nó cháy đứt á thì mình cũng phải thay thế ha. Mình kiểm tra đèn led, rồi mình kiểm tra cái cell pin solar này. Trong trường hợp mà nó không sạc được cho cái cell pin nickel này, cái vấn đề cuối cùng đó là con hư con Ana 68 này ha, mình chỉ cần đo nguội hai chân, chân 1, chân 4 VCC và chân mát thôi. Rồi như vậy là video này kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.